Bhavatu sabba mangala rakhantu sabbe devata sabba sanghana bhavana sada sati bhavantu te. Tất cả phương vương có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu, lành thai lành thai. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Thành kính bản lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Thành đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính bản lễ thượng tọa giác đẳng cùng chư tôn đức. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ cho con, dạ con cảm ơn cô Hoa Nguyệt. Nam mô Bụt Thầy giá, con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Con cảm ơn cô Huệ Nguyệt, cô Nhật Huỳnh. Nam mô Bụt Thầy giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Má trên mạng internet qua Pow Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021, Phật lịch 2564. Giáo trình hôm nay Trung Bộ Kinh, bài 144, Kinh Giáo Giới Chana, Chano Wada Sutta. Không phải sự kết liễu mạng sống nào cũng giống nhau. Phân đoạn 667 đến 670 do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, biên soạn giáo trình Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng con cung kính thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu dẫn nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư tăng và Đức Phật. Kính thưa quý vị, tại kinh hôm nay nói về tôn giả Chánh Đạo. Có ba vị như tên gọi là Chana. Một vị du sĩ có đi đến viếng tôn giả Ananda sau khi vị du sĩ đó có đắp y rồi bắt chích Chana và đi bạch cho các vì đó cũng tên là Chân Lá. Một vị tỳ kheo gọi là Chân Lá là người dẫn xe của Thái tử Gotama. Tỳ kheo Chân Lá này thì ngay khi Đức Phật còn tại thế, ý mình là người có công đưa Bồ Tát đi xuất gia
nên luôn luôn có cái tâm cứng cỏi, không chịu nghe lời các vị trưởng lão nhắc nhở. Với cái sự bướng bỉnh đó, thì khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì Ngài trước hết là thấy cái duyên lành của Cha Lá, Ngài không có duyên lành chưa đến, cho nên Ngài chưa có nhắc. Thứ hai nữa là Ngài biết vì sau này Chư Tăng sẽ cải hóa được vị tỳ kheo đó sau khi Ngài viên tịch. Mình trước giờ viên tịch Đức Thế Tôn, Ngài bảo Ananda, sau khi Như Lai viên tịch, chúng tỳ kheo phải hành xử cái hình phạt gọi là Pramadanda, phạm đà đối với tỳ kheo Chana, để cho tỳ kheo này sửa lỗi. Và cuối cùng thì Chana cũng đắc quả La Hán. Đó là vị tỳ kheo mà sẽ đắc A-la-hán sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Còn trong bài kinh ngày hôm nay, trưởng lão Chana vị mà được lúc đau bệnh mà được tôn giả Sariputta và ngài và tôn giả Mahajunda đi đến viếng, vị này sống tại núi Vichakuta, núi linh thú. Vị này có ý định tự giận vì thân đau đớn nhức nhối, nhưng mà lúc cắt cổ gần chết thì vị đó biết mình còn toàn phu, cho nên cố gắng tinh tấn nỗ lực của chứng A-la-hán và viên tịch Niết Bàn. Vị đó không phải là Chana mà người đánh xe xa đặc, người đánh xe cho Thái tử Siddhartha, chúng ta nhớ. Và chúng ta sẽ nghe nội dung của bài kinh này sau khi vị MC đọc bài và sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng giải ý nghĩa rộng rãi. Bây giờ xin mời cô Nguyễn Xuân đọc cho bài học. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tề Siêu. Con xin đọc chánh kinh giáo trình hôm nay, trung bộ kinh bài 144, kinh giáo giới Chana Chanovada Sutta. Không phải sự kết liễu mạng sống nào cũng giống nhau. Phân đoạn 667 đến 670. Tôn giả Chana xuất thân từ xứ Phước Bá Chí Rá, xứ Quá Chí, không phải là tôn giả Chana. Nguyên là tín bọc đánh xe cho Đức Đại Bồ Tát khi sống trong hoàng cung. Vị này bị bệnh nặng và thân đau đớn tột độ và muốn tự kết liễu mạng sống. Bây giờ tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, tôn giả Mahajunda, Đại Chu Na đến thăm và có những lời khuyên nhắc. Sau này tôn giả Chana vẫn tự sát, nhưng được Đức Thế Tôn cho biết vị này đã từ bỏ thân sanh tử sau cùng. Bài kinh nói lên pháp quán tưởng khi lâm khổ bệnh và cũng hàm chứa một số ý nghĩa của Phật Pháp đối với sự tự tử. Phân đoạn 667. Thăm viếng Pháp Lữ đang lâm trọng bệnh. Tỳ kheo Chana đang bị thân bệnh hành hạ, có ý định tự sát. Vị này được tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, tôn giả Mahajunda, Đại Chu Na thăm viếng. Kinh văn:
Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Raja Gaha, Vương Xá, Quê Lú, Quá Ná, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng sóc, Canh La Đá Cá, Ní Qua Pá. Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, Tôn giả Mahachunda, Đại Chu Na và Tôn giả Chan Ná cùng trú ở Di Chá Cú Tá Linh Thú. Lúc bấy giờ Tôn giả Chan Ná bị bệnh, đau khổ, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng đặt đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahachunda. Sau khi đến, nói với Tôn giả Mahachunda: chúng ta hãy đi, này hiền giả Chunda. Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Chana để hỏi thăm bệnh trạng. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Mahachunda vâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi Tôn giả Sariputta cùng với Tôn giả Mahachunda đi đến Tôn giả Chana. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Chana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thông hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Chana: này hiền giả Chana, mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng khổ thọ được giảm thiểu, không có gia tăng, và sự giảm thiểu được rõ rệt, không có gia tăng. Thưa hiền giả Sariputta, tôi không có thể tham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng, sự thống khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, và sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi sẽ đem dao cho tôi không còn muốn sống. Phân đoạn 668, lời khuyên can đối với người tuyệt vọng, giá trị của cuộc sống, của sự sống nên được trân trọng. Kinh văn: Tôn giả Chan Ná, chớ có đem lại con dao. Tôn giả Chan Ná, hãy tiếp tục sống. Chúng tôi muốn Tôn giả Chan Ná tiếp tục sống. Nếu Tôn giả Chan Ná không có các món ăn tốt lành, tôi sẽ đi tìm các món ăn tốt lành cho Tôn giả Chan Ná. Nếu Tôn giả Chan Ná không có các dược phẩm tốt lành, tôi sẽ đi tìm các dược phẩm tốt lành cho Tôn giả Chan Ná. Nếu Tôn giả Chan Ná không có người thị giả thích đáng, tôi sẽ hầu hạ Tôn giả Chan Ná. Tôn giả Chan Ná chứ có đem lại con dao. Tôn giả Chan Ná, hãy tiếp tục sống. Chúng tôi muốn Tôn giả Chan Ná tiếp tục sống. Thưa hiền giả Siraputta, Sariputta, không phải tôi không có các món ăn tốt lành, cũng không phải tôi không có các dược phẩm tốt lành, cũng không phải tôi không có thị giả thích đáng. Thưa hiền giả Sariputta, trong một thời gian dài tôi đã hầu hạ bậc đạo sư, làm cho bậc đạo sư được đẹp lòng, không phải không được đẹp lòng. Thưa hiền giả Sariputta, thật là thích đáng cho người đệ tử hầu hạ bậc đạo sư, làm cho bậc đạo sư được đẹp lòng, không phải không được đẹp lòng. Tỳ kheo Chan Á, đem lại con dao không có phạm tội. Thưa hiền giả Sariputta, hãy thọ trì như vậy. Phân đoạn 669, giọt nước cành dương. Khi thấy tất cả những gì ở tâm và cảnh chỉ là hiện tượng, là lãnh hội được lý vô ngã. Kinh văn: chúng tôi muốn hỏi Tôn giả Chan Ná về một vấn đề đặc biệt. Nếu Tôn giả Chan Ná cho chúng tôi được phép đặt câu hỏi. Hãy bỏ đi, hiền giả Sariputta, sau khi nghe tôi sẽ biết nói như thế nào. Hiền giả Chan Ná, hiền giả có xem con mắt nhận thức và các pháp do mắt nhận thức là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Hiền giả Chan Á, hiền giả có xem tai nhị thức như trên vân vân. Hiền giả Chan Á, hiền giả có xem mũi tỷ thức như trên vân vân. Hiền giả Chan Á, hiền giả có xem lưỡi thiệt thức như trên vân vân. Hiền giả Chan Á, hiền giả có xem thân
thân thức như trên vân vân. Hiền giả chánh nám, hiền giả có xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Hiền giả Sariputta, tôi xem mắt, nhận thức và các pháp do mắt nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Hiền giả Sariputta, tôi xem tai, nhị thức như trên vân vân. Hiền giả Sariputta, tôi xem mũi, tỷ thức như trên vân vân. Hiền giả Sariputta, tôi xem cái lưỡi, thiệt thức như trên vân vân. Hiền giả Sariputta, tôi xem thân, thân thức như trên vân vân. Hiền giả Sariputta, tôi xem ý, ý thức, các pháp do ý nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Này hiền giả chánh nám, hiền giả đã thấy cái gì, đã chứng tri cái gì trong mắt, trong nhận thức, trong các pháp được mắt nhận thức mà hiền giả xem mắt, nhận thức và các pháp do mắt nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Hiền giả chánh nám, hiền giả đã thấy cái gì, đã chứng tri cái gì trong tai, trong nhị thức như trên vân vân, trong mũi, trong tỷ thức như trên vân vân, trong lưỡi, trong thiệt thức như trên vân vân, trong thân thức như trên vân vân, trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức mà hiền giả xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thưa hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt Nirodha, chứng tri sự diệt trong mắt, trong nhận thức, trong các pháp do mắt nhận thức mà tôi xem mắt, nhận thức và các pháp do mắt nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thưa hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt, chứng tri sự diệt trong tai, trong nhận thức như trên vân vân, trong mũi, trong tỷ thức như trên vân vân, trong lưỡi, trong thiệt thức như trên vân vân, trong thân thức như trên vân vân, trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức mà tôi xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Mahachunda nói với tôn giả Channa: do vậy, này hiền giả Channa, lời dạy này của Thế Tôn phải được thực thường trực tác ý. Ai có chấp trước là có dao động, ai không chấp trước không có dao động, không có dao động thời có khinh an, có khinh an thời không có hy cầu nát tí, không có hy cầu thời không có khứ lai, không có khứ lai thời không có tự sanh, không có tự sanh thời không có đời này, không có đời sau, không có giữa hai đời. Như vậy là sự đoạn tận đau khổ. Phân đoạn 670, sự việc tinh tế chỉ có Đức Phật mới biết rõ. Tôn giả Channa không chịu nổi sự thống khổ của thân bệnh đã tự sát, trong giây phút ngắn ngủi trước cái chết đã thấy được bản chất thật của năm uẩn và tuệ giác bừng sáng. Sự giải thoát đó chỉ có Đức Thế Gian Giải mới có thể thấy và xác định. Kinh văn: rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahachunda sau khi giáo giới cho tôn giả Channa, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Channa sau khi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahachunda ra đi không bao lâu, đem giao lại cho mình. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến lãnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tôn giả Channa đã đem lại giao cho mình, sanh xứ của tôn giả ấy là gì, đời sống tương lai là gì?
Này Sariputta, có phải trước mặt ông tỷ kheo Channa đã tuyên bố sự không phạm tội? Bạch Thế Tôn, có một ngôi làng ở dòng Quá Hí Bạc Kỳ tên là Pupparijira. Tại đấy có những gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì tôn giả Channa, những gia đình cần đến viếng thăm. Này Sariputta, có những gia đình ấy là những gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì tỳ kheo Channa, những gia đình cần được viếng thăm. Này Sariputta, cho đến nay ta không nói rằng tỳ kheo Channa có phạm tội. Này Sariputta, ai quăng bỏ thân này và chấp thủ thân khác, ta nói rằng người ấy có phạm tội. Tỳ kheo Channa không có chấp thủ như vậy. Tỳ kheo Channa đem con giao lại cho mình không có phạm tội. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Sariputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và tóm tắt và chú giải Thích Nữ Trí Hải. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con cung thỉnh Thường Tòa Pháp Đăng giảng giải nội dung bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài Nam Mô Bổn Sư nha. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sang Khe Giả, và con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính tể Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, kính tể Tri Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, thân chào Phật tử. Quý vị có nghe được rõ không? Nếu quý vị nghe rõ thì chúng tôi xin giảng cái bài kinh trung bộ về cái bài kinh tôn giả Chanh Đá. Thì chúng ta biết rằng cái bài kinh này với cái tựa là Giáo Giới Chanh Đá, Chanh Đá. Thì được Ngài Sariputta và Ngài Mahakunda, Mahakunda có nghĩa là tôn giả Chanh Đá này là cũng là một vị đệ tử đặc biệt của Đức Phật, cũng là anh em với Ngài Sariputta. Thì ở trong cái bài kinh này thì chúng ta biết rằng hai cái vị đệ tử đặc biệt này đến thăm một cái vị độc tam hạnh, đó là tôn giả Chanh Đá. Và cái vị này đó có nghĩa là chúng ta thấy về cái bình khổ. Thường thì chúng ta biết rằng một cái vị tỳ khưu đó, nếu vị nào mà tu tập có được thiền định và thiền thể đó, thì vị này có thể dùng cái năng lực của thiền định đó để đè nén những cái cơn đau. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy có những vị tỳ khưu tu tập đạt được thiền định nhưng mà bị hoại thiền qua những cơn bệnh xiển. Bị hoại thiền như vậy thì vị này biết rằng cái sự hoại thiền như vậy đó thì cái tâm đó, nó không có một cảnh, không có một cảnh thiền. Và những cái vị mà đạt được thiền định và thiền tuệ đó thì có rất là đặc biệt là vị này có thể không có bị những cái sự cảm thọ khổ đau, mà những vị này có những cái mà niết bàn rất là đặc biệt. Trong chú giải thiền quán thì có kể một câu chuyện của vị trưởng lão đó đó. Lấy một giống như một cục than hay là một cục vôi gạch ở trên đường một cái hàng ngang. Vị này tuyên bố rằng vị này đặt cái chân, cái bàn chân của mình lên ngay cái dấu gạch đó là thì vị đó niết bàn, có nghĩa là vị đó tịch đó quý vị. Và vị đó nó đã làm như vậy. Đây là những cái vị mà đã đạt được cái định tuệ mạnh mẽ. Còn thường thường những cái vị mà đạt được tuệ quán đó
chỉ là tuệ quán không đó, thì không có năng lực của định đó, không có năng lực của thiền định về cái thiền chi đó, thì vị này vẫn bị những cái cơn bình áp chế, những cái cảm thọ khổ áp chế. Nên chính vì cái điểm đó, nên khi mà chúng ta nghe những cái vị mà tu thiền mà Đức Phật này có dạy đó, có nghĩa là những cái vị này tu tập về định tuệ, có nghĩa là những cái thiền định như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là chứng những cái sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nên chúng ta thấy trong bốn cái tâm siêu thế đó, thì có thay vì có tám cái tâm siêu thế thôi, nhưng mà tại 40 tâm là do cái tình thiền, do sơ thiền, cũng là sơ thiền nhưng mà có sơ đạo, sơ thiền sơ đạo, thì nhị thiền sơ đạo, tam thiền sơ đạo, tứ thiền sơ đạo, ngũ thiền sơ đạo, rồi đến cái hàng nhị thiền cũng có năm tâm, tam thiền có năm tâm và tứ thiền cũng có năm tâm. Tương ưng với mỗi hàng như vậy là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Thì có đạo thì có cái tâm quật liền kề với cái tâm siêu thế, tâm đạo. Nên những vị đó có đắc được thiền định và thiền tuệ đó. Còn học trong vi diệu pháp thì chúng ta thấy có tạm tâm siêu thế thiền khô. Có nghĩa là những cái tâm thiền này đó thì có thiền quán mà không có thiền định, nên gọi là siêu thế tiền khô, nghĩa là tiền này không có tiền chi. Ngài Thích Tử thì ngài dạy và cái giáo trình A Di Đàm thì trình bày có nghĩa là tiền khô, có nghĩa là tiền này không có chi thiền, nhưng mà vị này cũng đắc được sơ nhị tam tứ đạo, sơ nhị tam tứ quả siêu thế. Như vậy thì muốn phân biệt như vậy để chúng ta biết rằng cái vị tỳ khu chanh ná này đó là đã tu tập và về tuệ quán, nhất là nói về 12 xứ hay 18 giới được trình bày xuyên qua cái cách hỏi của tôn giả Sariputta, nói về mắt, nói về cảnh sắc, nói về nhãn thức, mà chúng ta gọi là nhãn xứ, sắc xứ, rồi nhãn thức giới, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới. Như vậy thì mỗi cái giác quan chúng ta chia làm ba phần: căn, cảnh và thức, thành ra sáu cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm của chúng ta đó, nó chia ra là sáu, rồi với sáu nội xứ, sáu ngoại xứ và sáu thức. Thì được ngài Sariputta ngài hỏi mắt và cảnh sắc hay là nhãn thức, tôn giả có coi cái đó là tôi hay là tự ngã của tôi không? Thì tôn giả trên đó có trả lời là tôi không có nghĩ mắt là tôi hay là cảnh sắc là tôi hay là nhãn thức là tôi, không có, tôi có tu tập như vậy nên tôi trả lời cái nghĩa là không không thấy tự ngã trong mắt hay trong cảnh sắc hay là trong nhãn thức, cũng vậy không thấy tự ngã trong cái lỗ tai. Thường thường quý vị biết rằng chúng ta hay nói tôi nghe, tôi thấy, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi vui, tôi buồn. Cái tôi đó nó có thể là một cái tưởng chúng ta thường quen, bởi vì mắt thì có sắc tưởng, chúng ta thấy cái gì đó thì chúng ta nhớ lại, và cái nhớ đó chúng ta nghĩ đó là tôi hay tự ngã của tôi. Nhưng mà những vị mà tu tập đó thì những vị đó phải quán xét mắt, mắt là sắc nội xứ và cảnh sắc là cái sắc ngoại xứ. Sắc ngoại xứ là những cái gì mà mắt nhìn thấy. Nhãn thức là do duyên nghiệp thức đi tái sanh và có mình gọi là có 32 tâm quả được dịch đó. Những cái tâm nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức hay là tiếp thu quan sát đó, 18 tâm vô nhân và 9 tâm đại quả, những cái tâm này được gọi chung là những cái tâm quả bình nhật. Như vậy đó, thì khi mà một cái người mà thấy được đó, có nghĩa là người ta không có tu đó, thì người ta nói rằng tôi thấy, nhưng mà vị này nếu thường tu đó, thì vị này sẽ không thấy tôi thấy mà chỉ có căn, cảnh và thức, rồi do có xúc có thọ nên vị này quán tưởng, nên có tịnh tính với lời dạy của Đức Phật.
Nhưng mà thường thường chúng ta có căn cảnh và thức á, thì chúng ta có xúc, chúng ta có nhãn xúc, thì có nhãn thọ, thì có sắc tưởng. Nếu mà sắc tưởng này đó, thì đến sắc tư. Sắc tư nghĩa là nghiệp. Khi mà mình thấy mà mình khởi lên tham sân nghi si, thì đó là nghiệp bất thiện. Trong sắc tư là nghiệp tư bất thiện ở nơi mắt. Nhưng một người mà quán xét đó, thì quán xét thấy lời dạy Đức Phật đó. Nếu mà mình quán thấy từ ngã đó, thì mình sẽ có một cái từ ngã nghĩ rằng tôi thấy cảnh sắc của tôi, hay là nhà cửa của tôi, thân thể của tôi, tài sản của tôi, vợ con của tôi, trâu bò của tôi, ruộng vườn đất đai của tôi, nhà cửa đất đai hay mọc ngà châu báu, thì mình nghĩ cái đó là tôi hay là tự ngã của tôi. Thì như vậy là chúng ta không có quán xét. Và khi không có quán xét như vậy đó, thì chúng ta sống thường tưởng, tưởng thường ở trong cái sự vô thường, tưởng khổ trong cái tưởng lạc, trong cái sự khổ, vì cái sắc quẩn nó cũng sanh diệt liên tục, mắt chúng ta cũng được bị lão mại già nua theo năm tháng ngày giờ, cũng bị những cái vật thực hay là những cái bệnh hoạn, những cái côn trùng, những điều kiện nó làm cho mắt hư, chúng ta bị mù mắt. Nên những cái người mà khi mà họ quán thấy mắt như vậy đó, thì họ không có chấp thủ mắt là tôi, mà họ chỉ thấy đây là sắc nội xứ, chỗ để cho tâm nhãn thức nương vào cái sắc nhãn xứ này để nhìn thấy cảnh sắc, do ánh sáng, do khoảng cách, do cái sự chú ý, mình gọi là do tác ý thành lộ ngũ môn hay là lộ nhãn môn. Như vậy thì một cái người mà thường quán xét như vậy đó, nên tôn giả Chanh Ná có trả lời với tôn giả Sariputta, vì thường tu như vậy nên không nghĩ cái này là tôi hay là tự ngã của tôi. Như vậy tôi hay là tự ngã của tôi đó là do cái sắc tưởng. Bởi vì chúng ta có thọ thì chúng ta có sắc tưởng, sắc tưởng thì có sắc tư, là có nghiệp thiện ác. Rồi chúng ta lại nhìn những cảnh bất thiện, rồi hay là chúng ta nhìn những cái chúng ta khó chịu, những cái người ta chúng ta không vừa lòng đó, thì chúng ta thường có sắc tầm, sắc tứ. Tầm là hướng đến, tứ là quan sát, hay là chúng ta gọi là tư duy, dục tư duy, hay thận tư duy, hay tư duy. Và chính sắc tầm này là chánh tư duy. Nên khi mà chúng ta nhìn như vậy đó, thì trong bài kinh sáu sáu có nói đó, có sáu mắt, tai, mũi, rồi có sáu xúc thọ, rồi sáu tưởng tư, tầm tứ. Thì như vậy nên chúng ta nếu mà có lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta luôn phải có cái sự quán xét mắt không phải của tôi. Thường thì chúng ta thấy rằng đối với chúng sanh đó, tạo thiện nghiệp đó, thì cũng từ con mắt. Và Đức Phật đó, thì Ngài đã viên mãn cái thiện nghiệp công đức nơi mắt, nên Ngài có thiên nhãn thuần tịnh, hay là sanh tử trí với mắt của Đức Phật đó, là mắt tuệ. Ngài có thể thấy cái sự sanh tử của chúng sanh do nghiệp thiện ác, sanh vào cõi vui, cõi khổ. Nên khi một người mà họ có cái tham, có thủ đó, thì họ nghĩ mắt là tôi, nên họ phải nhìn những cái gì đẹp và họ bị lòng tham chi phối họ. Nhìn những cái gì không vừa lòng thì cái lòng sân, cái tâm sân của họ với cái cảnh thuận nghịch đó, phản ứng thuận nghịch của mắt với cảnh sắc. Nên chính vì như vậy nên họ khi mà họ thấy cái gì là tôi đó, tự ngã của tôi đó, thì họ luôn có tham sân. Và nếu mà họ không biết đó, thì họ có si mê ở trong mắt, cái nghĩa là sự si mê đó với cái thời gian sanh tử. Nhưng một người mà thường quan sát như vậy đó, thì không nghĩ là mắt hay là cảnh sắc hay là nhận thức là của tôi, chỉ thấy nó là những cái điều kiện mà chúng sanh luân hồi tạo ra nhiều cái ác nghiệp từ nó con mắt. Nên chúng ta thấy chúng sanh đó, bất luận loài nào cũng từ con mắt nhìn thấy cảnh sắc và tạo nghiệp thiện ác. Không loài nào có mắt mà không chế ngự mắt mà có thể được an vui. Nên trong kinh Pháp Cú có những cái bài kệ lành thai chế chế phục nhãn căn, tức thì giải thoát những phần khổ đau, lành thai chế phục nhĩ căn,
tức thì giải thoát những phần khổ đau, tỷ căn thì căn thân căn ý căn, lành thai chế phục lục, tức thì giải thoát những phần khổ đau. Có nghĩa là khi mà chúng ta chế ngự được mắt để không có bị chạy theo cái phản ứng thuận nghịch đó, với tai không có không có chạy theo sự phản ứng thuận nghịch, có nghĩa là thuận là chúng ta nghe người ta ca tụng mình khởi lên cái sự tha mái, ví dụ người ta nói mình đẹp hay là nói mình phong một cái tướng đẹp, hay là nói về mắt ta mũi miệng mình đẹp, mình nghe những cái âm thanh đó thì mình khởi lên những cái phiền não, thì những cái phiền não đó nó cũng sanh ra từ cái lỗ tai chúng ta. Khi mà mình nghĩ rằng mình không có tỉnh thức, mình không có thường quán đó, thì mình nghĩ rằng tai của tôi mà nghe những cái âm thanh nào đó thì cái lòng tham của mình khởi lên, rồi lòng sân của mình khởi lên. Khi mà cái đối kẻ tướng là cái tướng không vừa lòng với cái lòng tham của mình thì tâm sân mình nổi lên. Và nếu mình không biết tội phước từ ở đây, không biết là chế ngự không chế ngự từ ở đây thì gọi là tâm si. Và tâm si đó thì chúng ta không có hiểu biết được thường thì gọi là si phóng dật, có nghĩa là phóng dật trong mắt, mình không có nhìn và không có quán tưởng, không có suy xét, không có chế ngự được mắt. Tai cũng vậy, mũi cũng vậy, lưỡi cũng vậy, thân cũng vậy, tâm cũng vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy đối với Đức Phật thì trong mắt thì có cảnh sắc là sắc tưởng, trong tai thinh thì thinh tưởng, trong mũi có cảnh khí là khí tưởng, mình tưởng lại những cái hơi mùi, trong lưỡi thì có vị tưởng là mình tưởng đến đồ ăn, trong thân mình tưởng đến xúc tưởng, cái nghĩa là cái sự xúc chạm, từ thọ sanh ra tưởng, tưởng rồi trong tâm thì có pháp tưởng. Chính vì mình tưởng như vậy đó nên trong những cái bài kinh mà Đức Phật dạy 10 cái pháp tưởng đó, như là tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã. Nhưng mà nếu chúng ta không có tu những pháp tưởng đó và chúng ta không có biết tưởng vô thường đó, thì trong vô thường chúng ta cho là thường, trong khổ chúng ta cho là lạc, trong vô ngã chúng ta cho là tự ngã, trong bất tịnh chúng ta cho là tốt đẹp. Ở trong mắt tai mũi lưỡi hay chúng ta thấy những cái vật gì đó thì không có vật gì gọi là tốt đẹp. Một con người có sống thì có nhờ thức, nhờ vật thực, nhờ không khí, nhờ nghiệp duy trì mà người đã được sống. Mà còn nếu mà những cái pháp này nó không có duy trì thì một người chết thì chúng ta nhìn thấy cái xác chết thì nó rất là hôi thối, và loại nào cũng vậy thôi. Chính vì điểm đó nên Đức Phật ngài dạy và ngài Sariputta là một vị tướng quân chánh pháp, nên ngài mới hỏi tôn giả Chanh Đá có thấy cái tự ngã ở trong mắt, trong cảnh sắc, trong nhãn thức, hay là trong tai, trong cảnh thinh, trong nhĩ thức, ở trong mũi, ở trong cảnh khí, ở trong tỷ thức, ở trong lưỡi, ở trong cảnh vị, ở trong thiệt thức, trong thân, trong cảnh xúc, trong thân thức. Như vậy thì khi mà tôn giả trên ná trả lời cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, thưa hiền giả Sariputta, chính tôi thấy cái sự diệt là đi đâu khác. Thì quý vị biết rằng nếu mà vị này mà trả lời như vậy đó thì quả thật là vị này nếu mà chứng đắc đạo quả thì có lẽ là trải qua những cái tầng thánh đạo quả. Bởi vì khi mà nói đến chúng ta cũng biết rằng đối với bốn đạo bốn quả chứng đắc mà Đức Phật ngài tuyên bố vị này quăng bỏ không có tái sanh đó thì bà là vị A La Hán rồi, vị A La Hán rồi. Và vị này nếu mà là một vị mà gọi là tu tập đó, mà chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái trường hợp các vị đã thuần thục trong cái sự quán xét có thể chứng đắc đạo quả A La Hán một cách rất là dễ dàng, giống như là một cái vật gì mà lấy từ trong túi lấy ra. Điều này thì chúng tôi cũng được nghe sư trưởng nói rằng nếu mà mình đủ duyên mình đắc đạo quả A La Hán thì nó cũng rất là dễ, giống như mình lấy cái vật gì trong túi mình lấy ra vậy đó, nó cũng mau như vậy. Đối với bốn đạo bốn quả thì một kiếp bàn chính pháp thánh đó, thì cũng chứng đắc rất là mau như vậy chứ không có cái gì khó khăn. Như vậy thì
vị này đã thấy cái sự diệt, nghĩa là chúng ta thấy như là những cái sự chướng ngại đó, như là những cái pháp chướng ngại, như là tham sân si, những cái sự này nó không có hiển lộ. Vị này thuần phục trong cái sự tu quán và quán xét như vậy. Và cũng mà do cái thân ngũ quẩn này đó, thì quý vị biết rằng khi mà về một cái chứng bệnh nào mà nó sanh lên đó, thì nó có những cái cảm thọ rất là khốc liệt. Nhưng mà những cái vị này đó vẫn đưa tâm quán xét và vẫn thấy được không có cái tự ngã ở trong tôi ta, không có cái lòng tham ở trong cái tự ngã này, không có thấy rõ cái sự hiện khởi của sanh tử luân hồi là cái lòng tham, và thấy được cái sự diệt tận lòng tham đó là sự diệt tận luân hồi. Nên đó, cái vị này trả lời cho tôn giả Sariputta là tôi thấy sự diệt, chứng tri cái sự diệt ở trong mắt tai mũi hay ở trong nhãn thức cảnh sắc nhãn xúc hay là trong tai, trong cảnh thinh, trong nhĩ thức, ở trong mũi, trong cảnh khí, trong tỷ thức, ở trong lưỡi, ở trong cảnh vị, trong thiệt thức, ở trong thân, trong cảnh xúc, ở trong thân thức, ở trong tâm hay trong cảnh pháp hay trong ý thức. Vì giờ nhận thức là tôi xem cái ý thức này đó, sự nhận thức này không phải là tôi hay là không phải là tự ngã của tôi. Như vậy thì khi mà ngài Mahakunda và ngài Sariputta đã giáo giới cho tôn giả Chanh Đá rồi đó, thì hai cái vị này cũng về và nhắc lại cái lời dạy của Đức Phật đó. Ai hãy mà có chấp thủ thì có dao động. Mình chấp thủ cái gì? Chúng ta thấy nếu mà chúng ta chấp thủ mắt thì chúng ta bị dao động với con mắt, hay là chúng ta chấp thủ cảnh sắc. Khi mình chấp thủ như vậy đó, mình nghĩ mắt của tôi như là mình thấy con cái của mình, hay là thấy của cải ngọc ngà châu báu vàng bạc của mình đó, mình bị dao động, có nghĩa là tâm mình dính vào cái đó rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy những cái trường hợp mình nghe nói về những cái lọc chuột sanh trở lại làm chuột mà nhớ lại lu vàng lu bạc, hay là sanh lại làm con rắn mà ôm với lu vàng, thì những cái trường hợp đó nhiều khi đó chúng ta suy nghĩ con rắn nó ôm với lu vàng nó không có ăn lu vàng, nhưng mà tại sao nó lại ôm với lu vàng? Chính vì cái sự dính mắc về cái vật bên ngoài. Ví dụ chúng ta thấy nếu mà chúng ta có vàng bạc châu báu chúng ta chôn đó, lúc mà lâm chung chúng ta nhớ đến cái vật đó, ta có thể sanh làm chuột, làm rắn, làm chó để gìn giữ như cái của đó. Tuy rằng kiếp sau đó chúng ta không có ăn những cái của này, nhưng mà chúng ta lại ôm những cái lu vàng. Chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện mà trong bộ sách về lúc Bồ Tát này có chơi với một con chuột, và con chuột đó có sở hữu một lu vàng. Khi mà chơi với Đức Bồ Tát như vậy đó, thì nó tha lên một đồng vàng đưa cho Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát mua thịt cho nó ăn. Nhưng mà một thời gian thì nó bị một con mèo bắt. Và khi nó bị một con mèo bắt đó, thì nó hỏi con mèo đó, con mèo ăn một bữa nay hay phải ăn hoài? Thì con mèo nói ngày nào cũng ăn hết. Thì con chuột nó mới hứa với con mèo đó là nó sẽ chia nửa phần thịt của nó cho con mèo. Và tương tự như vậy nó bị ba con mèo bắt, nhưng mà nó ăn uống thì bây giờ nó chia ra cứ nửa như vậy, tới phần nó còn có chút xíu thôi. Cho đến một lần Đức Bồ Tát nhìn thấy con chuột như vậy đó, Đức Bồ Tát mới hỏi, và con chuột đó nói rằng bị mấy con mèo bắt và chia cái vật thực đó nên ăn uống không có đủ, thân hình thì ốm o hẳn như vậy. Đức Bồ Tát này có nói tại sao không tha lên 2-3 đồng. Nếu mình bị một con mèo bắt thì mình đã chia cái đồ ăn ra rồi, nhưng mà con chuột thì giống như là pháp môn căn bản thì có gì chỉ mỗi ngày chỉ tha lên một đồng vàng thôi, chứ không có chịu tha lên nhiều. Thì chúng ta thấy rằng một cái người chấp thủ đó, dù là chết họ sanh trở lại làm những con chuột hay là những con rắn, chấp thủ những cái lu vàng lu bạc, bản chất đó thì những cái lu vàng lu bạc đó không có thể nào nó ăn được, nhưng mà nó giống như là đổi
thì chúng ta cũng giống như bây giờ mình muốn ăn thì mình lấy tiền đổi vật thực để mình ăn thôi. Và nói về những cái cảnh giới của chúng sanh, những cái loài đã sanh ra chấp thủ, nên nhiều khi chúng ta thấy có trong lời dạy của Đức Phật đó, thì cái vật chất mắt hay cảnh sắc á, thì chấp thủ đâu á, thì bị dao động. Dao động có nghĩa là mình phải tái sanh và mình phẫn nộ trước cái vật mà bị người ta lấy. Thí dụ chúng ta thấy chúng ta có vật gì, chúng ta chấp thủ cái vật đó, mà hễ mà ai mà lấy cái vật đó thì chúng ta rất là phẫn nộ. Nên gọi là phẫn nộ là một cái sự dao động khi mà mình chấp thủ trong cái vật đó mà bị ai họ tước đoạt cái vật đó của mình thì mình phẫn nộ. Như vậy thì ngày sáng tá ngày có nhắc lại là dạy của Đức Phật đó, ai chấp thủ thì có dao động, mẹ có dao động thì không có kinh an, có nghĩa là tâm không có được kinh an, mà không có kinh an thì có hy cầu, có nghĩa là có mong mỏi, hãy có mong mỏi thì có khứ có lai, có nghĩa là có cái sự sanh tử hai đời. Nhưng mà nếu ai không có hy cầu, không khứ không lai thì không có sanh tử và không có hai đời, như vậy là đoạn tận cái sự khổ đau. Như vậy thì tôn giả Chanh Đá đó được cái sự giáo giới đó, nhưng mà cái bệnh hoạn đó, vị này cũng nghĩ rằng thân thể này bây giờ nó bệnh hoạn như vậy, nhưng mà vị này cũng thấy sự đau khổ của cái thân bệnh này, và vị này là muốn đoạn diệt bằng cắt bỏ cái thân ngũ quẩn này, nên vị này đã sau cái lời giáo giới chứ tăng về thì vị này cũng đem đến con dao, và đem đến con dao đó thì cái kết quả là bỏ cái sanh mạng này. Nhưng mà ngài Sariputta và ngài Mahakunda có trở về bạch hỏi với Đức Phật, và Đức Phật ngài cũng đã nói vì đó có trả lời không, tôn giả Sariputta để cho tôn giả Sariputta biết rằng vì đó đã trả lời rồi, vị này không có còn chấp thủ, và Đức Phật thì cũng tuyên bố nếu mà ai mà từ bỏ cái thân này mà không có cái thân sau đó đều là giống nhau. Tại vì chúng ta biết rằng chúng ta dù chết bằng cách nào nhưng mà còn sanh, và nếu mà chết bằng cách nào cũng được nhưng mà không sanh, có nghĩa là không có sanh thì không có thọ, thọ nó có nhưng không có ái và không có thủ. Thì chúng ta biết rằng thọ là cái quả hiện tại, ái là cái nhân hiện tại, thủ là cái nhân hiện tại. Hễ có ái có thủ thì có vô minh phủ vạn, có nghĩa là chúng ta có đời sau có năm nhân thì chúng ta sẽ có cái kiếp luân hồi. Và nếu một người mà không có năm nhân á, không có ái, tất cả nhãn thọ hay nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ hay ý thọ đó, mà không có sắc ái, tinh ái, hương ái, ký ái, vị ái hay xúc ái hay là pháp ái đó, thì không có dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Không có thủ thì không có nhất quẩn hữu, tứ quẩn độ hay ngũ quẩn độ. Có nghĩa là không có hữu thì không có loạn sanh, thai sanh, thất sanh hay quá sanh, không có một loại sanh nào hết. Như vậy thì tôn giả Chanh Đá không có phạm tội, vì ngài đã là vị A-la-hán, có nghĩa là tử không có sanh nữa. Như vậy thì Đức Phật thì có nói lên một cái ngôi làng của dòng Quách Chi Bạc Kỳ đó, có những cái gia đình thân hữu hộ trì cho tôn giả Chanh Đá, những cái vật thực thượng bị, rồi những cái dược phẩm thượng bị, có những người để làm thị giả, nhưng mà không phải không có, nhưng mà vì cái thân này có nghĩa là nó đau khổ như vậy, và vị này đã biết được cái kết quả là không có chấp thủ, và vị này đã từ bỏ cái thân này đúng theo pháp luật của Đức Phật. Như vậy thì đem lại con dao không có phạm tội, dù cái tử nào mà không có sanh nữa đó, thì sanh nó phải có cái duyên từ thọ, nó duyên cho ái, cho thủ, cho hữu, cho vô minh và hành, thì nó có năm nhân, mà nếu không có năm nhân thì nó không có quả luân hồi trong tương lai. Chính vì điểm đó nên khi mà Đức Thế Tôn người thuyết giảng, và tôn giả Sariputta cũng như tôn giả Chanh Đá nghe lại cái lời dạy của Phật thì rất là hoan hỷ tính thọ lời cái Thế Tôn dạy, biết chắc là tôn giả Chanh Đá không có luân hồi, đã là vị A-la-hán viên tịch niết bàn.
phạm hạnh đã viên thành những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử luân hồi nữa. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì cái phần trong bài kinh đó thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi giảng và kính dân Phật Quốc Báo Công Đức đến quý ngài, chi Phật Quốc Báo đến quý vị, xin hồi hướng Phật Quốc Báo đến chư thiên và các vị hữu ân. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại để đi vào phần thảo luận. Dạ. Sau cuộc kinh trình Thượng tọa Pháp Đăng, bạch Thượng tọa Tổ sư, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tổ sư đang có mặt ở trước máy và nghe được, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Tổ sư, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Dạ. Bạch Thượng tọa Tổ sư, chúng ta thấy một điều như vậy là một cái vật ngoại thân nó bị tổn thương. So với cái thân của chúng ta thì nó rất khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có chiếc xe rất mới, rất đẹp, mà ai quẹt chiếc xe đó, làm đẹp chiếc xe đó thì mình buồn. Nhưng mà mình cũng có thể bằng Phật Pháp, bằng trí tuệ, mình nghĩ rằng là đúng là vô ngã, đúng là vô thường. Nhưng mà khi thân của chúng ta bị đau, khi mình bị đau răng chẳng hạn, hay là chúng ta bị ung thư và cái căn bệnh nó đang hành hạ sắc thân của chúng ta, thì liệu rằng cái trí tuệ, liệu rằng cái nhìn ở đây không phải là ta, của ta, tình cảm ta, nó có hóa giải được cái đau của thể xác hay không, hay là nó chỉ là một sự an ủi, hay nó chỉ là một sự né tránh tạm thời thôi. Xin Thượng tọa Hoan Hỷ giảng rõ về điểm này. Kính thưa Thượng tọa. Anh là một thầy nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Tăng chúng, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Một vấn đề mà chúng tôi quan sát bằng trí văn chúng ta học làm sao chúng ta suy nghĩ như vậy, để thì cái đó nếu như chúng ta chưa có đủ trình độ thì cái sự suy niệm về bản chất vô thường, khổ, vô ngã đó, nó cũng giúp cho chúng ta trấn an được mình trong những cái cơn bão bệnh. Tất nhiên chỉ là cái sự trấn an thôi, rồi sau đó mà chúng ta lơ là cái tư duy thì cơn đau nó trở lại quanh hành, làm cho chúng ta khó chịu. Trừ khi là một người có đầy đủ tuệ căn thì cái sự
suy quán về bản chất vô thường của vô ngã. Vì này một khi đã chứng đắc được tuệ giải thoát thì lúc đó chúng ta mới quá giải được cơn đau của thân mình. Chúng ta cần phải hiểu rằng là pháp mà Đức Thế Tôn bậc trí giả kiến giả bậc A La Hán chánh đẳng giác ngài thuyết lên pháp ấy cho người có trí chứ không phải người vô trí, cho người đi tham chứ không phải là người có tham, người ly sân chứ không phải là người có sân. Và pháp đó có cái hiệu năng là chấm dứt cái sự khổ đau, chứ không phải là Đức Phật ngài chỉ nói lên cái triết lý suông để làm cho người ta nghe nhưng mà tự giống như là tự kỷ ám thị. Đau mà có cảm giác là không đau, không phải như vậy. Mà thực sự những cái pháp này khi mà vị hành giả đã đạt đến tuyệt đỉnh về cái trí quán, cái trí minh sát thì như vậy nó sẽ đoạn trừ được những cái phiền não như vậy. Pháp hiện tại vì chúng ta chưa có tới nơi tới chốn tu tập lơ là, cho nên gặp những cái trường hợp đó thì chúng ta lại bỏ qua. Có những trường hợp thưa quý vị, chẳng hạn như chúng ta nghe nói những cái bài kinh Vimalananda hay là bài kinh Thất Giác Chi của Thầm Gá chẳng hạn, để giải bệnh, rồi khi có người bệnh chúng ta tụng những cái bài kinh đó thì người đó nghe mà họ không hiểu gì cả, họ không có từng tu tập cái pháp đó, thì cho dù họ có nghe về kinh đó họ cũng không thể nào mà quan hỷ với cái pháp Thất Giác Chi đó mà họ liền dứt khỏi cái căn bệnh. Không phải chuyện dễ đâu thưa quý vị. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng bình thường trong đời sống bình nhật chúng ta tập vận dụng cái lý trí để mà chúng ta suy niệm về cái bản chất vô thường khổ đau vô ngã cho nó quen. Nhưng mà chúng ta phải biết cách để chúng ta suy niệm vô thường, tức là không thường còn, cái gì nó cũng có tính hoại diệt, cái đó gọi là vô thường. Còn khổ tức là không vui, và nó có cái ấn tướng, nó có cái tướng là do bị vô thường áp bức, do sự sanh diệt áp bức, bức xúc, cho nên cái đó gọi là cái sự khổ.
còn gọi là vô ngã đó, là vì rằng cái gì vô thường thì là khổ, mà cái gì khổ là vô ngã, là bởi vì các pháp hành, các pháp hữu vi nó diễn biến sanh diệt, nó có cái sự áp bức mà không, nên cái sự diễn biến đó nó không có theo một cái quyền năng chi phối, nghĩa là không có ai làm chủ được, thì cái đó gọi là vô ngã. Chúng ta phải quán cho sâu, quán cho tới như vậy đó, thì chúng ta cứ suy niệm hoài như vậy đó, dầu cho chưa đắc đạo quả nhưng mà cũng khả dĩ đem lại cho chúng ta một cái sự nhẹ nhàng của tinh thần. Khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta không có âu lo, không có sợ hãi, vì chúng ta biết rõ cái bản chất của pháp vô vi nó là như vậy. Sanh là như vậy, rồi diệt, có sanh có diệt, và luôn luôn cái pháp vô vi này là bị bức bách, nên từ gọi là sự khổ đau, và không có ai có chủ quyền, có cái vị năng để mà sai khiến, chi phối các pháp vô vi là phải là như thế này, đừng như thế nọ, không có, chúng ta có quyền. Thì nhờ quán xét thường xuyên như vậy, nó đã nhập tâm, đã thấu tình đạt lý rồi. Khi mà chúng ta bị bệnh hoành hành chi phối, nằm trên giường bệnh đó, thân đau bệnh nhưng mà tâm không bệnh, cái này cũng là một cái kết quả tốt đẹp do cái trí tuệ tùy quán mà chúng ta tu tập hàng ngày. Chứ còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái việc mà chúng ta tùy quán tâm tướng để mà đắc đạo quả, thì thưa quý vị, phải nói là cái nghiệp của chúng ta, nghiệp ác nó dày, một căn duyên của chúng ta thì nó mỏng, thì chúng ta khó mà đạt được. Cho nên cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Cảm thì chúng tôi xin trả lời là vì chúng ta tự nhiên không nghe thì tôi sư nói được, mà thì tôi sư từ đó có nghe được không? Nếu mà thì tôi sư nghe được, xin thì tôi quan hỷ nha. Dạ. Mà thì tôi sư ở trong bài kinh này thì ở độc chót Đức Phật ngài có nói rằng tôn giả Chana đã tự sát nhưng mà không có lỗi, bởi vì vị đó ở trong giây phút cuối cùng thì lại thành tựu tuệ giác và viên tịnh niết bàn. Với một vị mà tự sát nhưng mà thành tựu đạo quả như vậy là không có lỗi. Nhưng ví dụ như một người tự sát mà không có thành tựu gì hết thì vị đó có lỗi phải không? Và có lỗi là lỗi với ai và lỗi gì? Xin kính thỉnh thì tôi sẽ quan nghĩ giải rõ về điều này.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra theo trong Phật pháp thì cái chữ lỗi hay là cái chữ tội như ở đây xài cái chữ quán trái, chữ quán trái tức là thường thường thì người ta gọi là tội quán bằng quán trái. Khi mà Đức Phật đã nói rằng là nếu mà ai từ bỏ cái thân này mà còn có sự chấp thủ cái đời khác thì ta nói người đó tự sát vì là có tội. Còn tỳ khu chánh á thì không có tội bởi vì đó không có cái sự chấp thủ thân này. Thì như vậy cái trường hợp mà có tội không phải là có tội hay có lỗi theo Phật pháp, mà ở đây cái chữ quá chán đúng quá chán là chúng ta phải hiểu là đáng khiển trách, là một nghĩa thứ hai đó. Là một người khi mà tự sát mà còn có cái sự chấp thủ hủy hoại đời sống này để mà chấp thủ đời sống sau đó, thì như vậy người này với cái trạng thái tâm bất thiện tà kiến như vậy đó, thì họ mệnh chung họ sẽ có hai cái cảnh giới tái sanh, một là địa ngục hay là bàn sanh. Và vì rằng một người mà tự làm cho mình mệnh chung với cái sự tái sanh ở cái cảnh khổ, thời cái đó là quá chán, là đáng khiển trách. Mà chúng ta xài trong cái nghĩa tiếng Việt bình thường chúng ta gọi là có tội. Có tội hay có lỗi, thì cái đó lỗi hay là tội là chúng ta xài từ như vậy. Nhưng mà thật ra ở đây tức là nó có cái khuyết điểm, chứ không có tội với ai, không có lỗi với ai hết. Vì người ta tự sát, người ta tự kết liễu mà sống của họ mà, chứ đâu phải là phỉ báng Phật pháp tăng gì đâu. Cho nên không có cái lỗi với ai nữa. Nhưng mà theo ở trong Nho giáo đó, thì nói rằng cái thân này do cha mẹ sanh ra, nếu mình hủy hoại thân này là mình có lỗi với cha mẹ, thì cái điều đó cũng đúng chứ không phải không. Nhưng mà ở đây đó, ở trong cái bối cảnh mình đúng Phật giải thuyết, ngài nói lên cái điều này là từ xa xưa, trước khi có Khổng giáo xuất hiện ở Bồ Quốc. Cho nên ở đây đó thì chúng ta cần phải hiểu rằng là cái người mà tự sát á, bình thường có lỗi hay là có tội là vì đáng khiển trách. Thứ hai nữa là vì nó sẽ đưa đến cái cảnh giới tái sanh đau khổ, chỉ có như vậy thôi, chứ không phải là lỗi tại ai. Bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
sẵn cái trực thiền tọa tuổi siêu, cũng thiền tọa tuổi siêu đi nghỉ và thiền tọa pháp tinh, thiền tọa pháp tinh có mặt ở trước mắt và thiền tọa pháp tinh có nghe được không? Nếu thiền tọa pháp tinh nghe được sinh tỉnh, thiền tọa hoan hỷ trả lời cho cô thâu lượng số 3. Một lần nữa xin hỏi thiền tọa pháp tinh, thiền tọa có mặt ở trước mắt và có nghe được không? Dạ. Thiền tọa pháp tinh, ở đây chúng ta có một cái mô tả và rất là tế nhị về tâm lý, nhưng mà lại là cả một hành trình dẫn đến giác ngộ giải thoát. Ở trong mô tả đó thì ai có chấp trước là có dao động, ai không chấp trước thì không có dao động. Không có dao động thời có khinh an, mà có khinh an thời không có hy cầu. Không có hy cầu thời không có khứ lai, không có khứ lai thì không có sanh tử. Không có sanh tử thì không có đời này, không có đời sau, và cũng không có giữa hai đời. Như vậy là sự đoạn tận khổ đau. Thật ra đây là một mô tả rất là quan trọng lắm về định giác ngộ giải thoát. Thượng tọa pháp tinh hoan hỷ giải thích như thế nào là không chấp trước, xin kính không thỉnh thưa tọa. Quý Phật tử hoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Lúc này thượng tọa pháp tân đấy, thượng đức vị kinh thỉnh thực tân hỷ. Dạ, quý vị chúc thứ vị truyền của chúng lý do lắm. Thường tòa pháp sinh thỉnh thì tòa pháp tinh cầm biệt. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì mấy hôm rồi thì đường truyền không có nghe được cái gì. Ngày giờ quý vị nghe được thì tốt. Và Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri, Sư Lương Phong cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý thiện nam tín nữ. Quý vị quan hỷ post cái câu số 3 khi nãy. Hình như là chúng tôi thấy nãy khi nãy có cái câu số 3 thì tòa hỏi mà không có nghe rõ, nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái câu đó. Cái câu hỏi đây đó là: ai có chấp trước thì có dao động, ai không có chấp trước thì không có dao động. Không có dao động thời không có thời có khinh an, có khinh an thời không có hy cầu, không có hy cầu thời không có khứ lai, không có khứ lai thời không có sanh tử, không có sanh tử
thời không có đời này, đời không có đời sau, không có giữa hai đời, như vậy được gọi là đoạn tận khổ. Như thế nào được gọi là không chấp trước? Chúng ta thấy được trích ở trong cái đoạn kinh này thì bắt nguồn từ ở cái việc mà chúng ta có chấp trước. Và khi có chấp trước thì có dao động. Thì trước tiên là chúng ta nói về cái việc chấp trước. Chấp trước. Cái chấp trước ở đây là cái mà mình tham ái, mà mình chấp theo với cái cảnh. Cái cảnh. Ví dụ như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ. Khi tâm của mình chấp vào một cái cảnh nào đó, và mình cho rằng cái cảnh đó là cái cảnh nó hấp dẫn, hấp dẫn, hay là cái cảnh đó nó không hấp dẫn, tức là nó không hài lòng, thì từ đó chúng ta thấy rằng cái chấp trước đó là cái mà chúng ta bị bám chặt vào đó do các cái cảnh. Khi mà mình bám chấp vào các cái cảnh thì mình thường thường cái tâm mình nó bị dao động. Dao động là ưa thích hay là không ưa thích, không hài lòng. Thì từ từ ở cái việc mà chấp trước đó. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là cái tâm mình suy nghĩ, cái ý mình suy nghĩ, thì từ ở cái việc chấp trước đó. Chấp trước đó là nó tức là cái do tha mái, hay có cái thuận cảnh, hay là do cái nghịch cảnh. Thì khi mà tâm mình chấp vào trong cái cảnh đó thì tự động là sẽ sinh ra cái dao động. Thì quý vị thấy rằng là trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, nếu một người mà không có thu thúc, tức là không có kiểm thúc cái tâm của mình, thì mình khi mà gặp được cảnh thì cái tâm mình dễ bị chấp trước dao động lắm. Và khi mà chấp trước dao động như vậy thì nó dễ dàng mà ái nó liến sanh khởi, cho nên là mình cảm thấy như là không có được an toàn, và cái tâm của mình không được có được cái sự định tĩnh. Và từ ở cái bắt nguồn từ ở cái chấp trước đó. Mà ở đây đó quý vị thấy rằng là cái nguyên nhân mà làm cho khiến cho chúng sanh luân hồi sanh tử thì là do cái tham ái mà ra. Cái tham ái đó mà ra. Để khi mà tham ái nó có thì chúng ta mong cầu cái này, mong cầu cái nọ, mong cầu cái sự có mặt của mình ở trong tương lai, hay là mong cầu được sở hữu cái này, sở hữu cái kia, qua mắt thấy, qua tai nghe, qua ngửi, mũi ngửi, qua lưỡi nếm, qua thân xúc chạm, vân vân. Thì từ ở cái việc mà chúng ta chấp trước đó, mà bao nhiêu những cái mà tâm của chúng ta nó dao động. Rồi khi dao động thì nó mong cầu đến những cái điều này điều kia, thì cái khuynh hướng của một người phàm phu là bình thường cái tầm cầu những cái sự sở hữu, tầm cầu cái luân hồi sanh tử. Bởi vì khi mà chấp trước thì mình sẽ có cái luân hồi sanh tử, có tham ái cho nên là mình có mong cầu sở hữu, có tham ái cho nên là mình mong cầu ở tương lai. Thì khi mà mong cầu tương lai như vậy đó thì khiến cho chúng ta có cái tái hiện trong đời sống luân hồi, có trước có sau, có quá khứ có hiện tại có vị lai. Cho nên cái ái đó là cái then chốt để khiến cho do cái sự chấp trước đó. Mà cái chấp trước ở đây đó là vì sao mà chúng ta cái người phàm phu bị, đó là vì cái vô minh. Vì cái vô minh đó, vô minh chúng ta không nhận chân thật được cái bản chất thật của các pháp.
khi mắt nhìn thấy, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, chúng ta không có một cái sự mà thu thúc được chính mình. Và do vậy đó cho nên là sinh ra cái chấp trước đó. Và khi mà chấp trước như vậy thì dẫn đến cái mà mong cầu sở hữu, mong cầu có mặt, mong cầu hiện hữu ở trong cuộc đời này, thì khiến cho ở trong cuộc đời này đó, ở hiện tại chúng ta đã bị khổ, rồi ở trong tương lai thì chúng ta lại tiếp tục khổ. Ở hiện tại của chúng ta khổ đó là vì chúng ta mong cầu sở hữu cái này, mong cầu sở hữu cái kia, rồi đó là chúng ta không được như ý, không được như ý, rồi sinh ra những khổ lụy ở trong tâm của mình. Bởi vì bản chất của cuộc đời là bất tội nguyện, như ngài Rabbatha Ba Lá ngài nói là thế gian là vô sở hữu chủ, ra đi là bỏ tất cả, và thế gian là thường bị nô lệ cho tham ái. Và chính cái tham ái đó mà khiến cho mình khổ hiện tại, và cũng chính cái tham ái đó và khiến cho mình bị khổ ở tương lai. Khổ tương lai là sao? Cái hy cầu đó và mong muốn đó để tái hiện quá khứ, sanh lại kiếp sau, rồi là tái hiện ở đời sống tương lai. Ở đời sống tương lai còn luân hồi sanh tử, thì cái khổ đó nó vẫn phải tiếp diễn. Thì bắt nguồn từ ở cái gì? Cái chấp trước đó. Bắt nguồn từ ở cái chấp trước đó. Cho nên cái chấp trước ở đây chính là cái ái, mà nó do cái sự chấp thủ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ đó. Từ đó cái tâm của mình không có cái sự an tịnh, dao động. Mà như vậy đó thì mọi cái sự tiếp diễn ở trong cái đời sống, khổ ở hiện tại hay là khổ ở tương lai, thì bắt nguồn từ ở cái chấp trước đó. Cho nên nếu mà nói rằng một người không có chấp trước, Phật dạy rằng một người không có chấp trước thì không có dao động. Không có dao động thì người đó có sự kinh an. Thì người đó có cái sự kinh an thì không có quá khứ hiện tại, không có quá khứ và vị lai. Tức là ở đây nói là không có cái sự tiếp diễn của đợt luân hồi nữa. Mà chúng ta biết rằng để mà diệt cái tham ái, hay diệt cái ái chấp đó, cái ngã chấp đó, cái ái chấp đó đó, thì mình cũng phải là tu tập, là phải trao dồi, là phải tự ở cái sự thu thúc ở trong cái đời sống của mình, trong mỗi phút, mỗi giây, mỗi thời điểm, mỗi thời kỳ, thì chúng ta cần phải có cái sự thu thúc được chính mình. Tức là mình phải giữ gìn cái tâm của mình, không để vì cái cảnh này, mà trong kinh nói rằng thuận cảnh hay là nghịch cảnh, thì cái đó tâm của mình sẽ dễ bị dao động. Mà một khi có một người có cái sự thu thúc được rồi đấy, giữ cái tâm mình được rồi, thì mình không có cái sự dao động. Không có cái sự dao động thì chính là không có cái sự dao động thì mình có được cái sự an lạc ở trong hiện tại rồi. Rồi chính không có cái sự dao động thì mọi cái thiện pháp, sự định tĩnh, rồi cái sự tu tập để mà hướng đến sự giải thoát của mình nó có thể dễ dàng. Và cái nhân để mà bớt khổ cũng chính là do cái sự không chấp trước đó. Và cái nhân mà không có còn khổ nữa đó, là do không còn cái sự chấp trước đó. Cho nên là người đó họ sẽ được cái sự giải thoát, được sự an lạc. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có cái ý chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Sao thú kính thưa Thượng Tọa Pháp Tịnh. Thượng Tọa Tuyên Quyền mới vừa vào rút. Xin chào Thượng Tọa Tuyên Quyền. Để Thượng Tọa Tuyên Quyền nghỉ một chút. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông bắt mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông hoàn nghỉ trả lời cho cô thảo luận số 4. Sư Nguyên Thông cũng cái câu nói
Dạ, cũng có nói là chúng ta vừa nghe tòa tân bản ở trên thì xin phong quan hỷ, trước nhất xin phong quan hỷ cho một vài cảm nhận. Xin thông là trước khi học kinh điển Nam Tông, xin thông học kinh điển Bắc Tông, và đặc biệt xin thông cũng rất là thích giáo lý Bát Nhã. Và hôm nay khi chúng ta đọc bài kinh này, khi chúng ta thấy có câu là không khứ lai thì không có tử sanh, thì siêu thông cảm nhận như thế nào và siêu thông hiểu thế nào cái câu không có khứ lai thì không có tử sanh, thì chúng ta nên hiểu như thế nào? Xin thỉnh siêu thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp và đảnh lễ chư tăng trong đạo tràng. Con xin góp ý cho câu thảo luận số 4 hỏi rằng, trong câu ai có chấp trước là có dao động, ai không chấp trước là không có dao động, không có dao động thời không có khinh an, có khinh an thời không có hy cầu, không có hy cầu thời không có khí lai, không có khí lai thời không có tử sanh, không có tử sanh thầy không có đời này, không có đời sau, không có giữa hai đời, như vậy là sự đoạn diệt đau khổ. Câu không có khí lai, thời không có tử sanh được hiểu như thế nào? Kính thưa sư phụ, cái câu sáu thảo luận số 4 này là một câu thảo luận có thể nói là quan trọng nhất trong cái chuyện tu hành, và cái đó là cái kết quả mà cái người tu hành chân chính có thể đạt được. Vì vậy cho nên nói thì dễ, nhưng mà cái vấn đề không phải là dễ, bởi vì nói mà không có chấp trước thì là cái đích của chúng ta mình đi đạt đến trên đó. Nhưng mà sự thật là khi mà chúng ta mở mắt ra thì cái lục căn của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, duyên, đi trần cảnh bên ngoài, thì có cái thương thì có cái ghét, mà thương là tham ái, ghét là sân si. Thì cái điều đó là cái điều mà nó có thể diễn ra hàng ngày với tất cả chúng ta trong trần gian này, có nhiều có ít. Cho nếu mà chúng ta thật sự ra mà có thể nói là không có chấp trước thì tất cả chúng ta ở đây là có thể là bậc thánh rồi. Nhưng mà có người không có chấp trước nhiều cái điều quan trọng, nhưng mà còn có thể chấp trước những cái điều đó, bởi vì chúng ta vẫn còn là một chúng sanh vô. Nhưng mà nhờ cái công năng tu tập của chúng ta hàng ngày, cho nên khi mà chúng ta sực nhớ lại lúc đó thì chúng ta mới bắt đầu buông bỏ, và nhờ vậy chúng ta có thể sống một đời sống an ổn trong thế gian này. Kính thưa sư phụ, cái vấn đề ở đây mà chúng ta muốn mà không chấp trước được thì chúng ta phải có cái công năng tu hành. Mà các công năng tu hành đã làm thế nào để chúng ta sống trong giây phút hiện tại? Đó là chúng ta quán niệm hơi thở của chúng ta. Khi mà chúng ta quán niệm hơi thở, khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra, là chúng ta đang sống trong giây phút hiện tại. Và khi mà chúng ta sống trong giây phút hiện tại thì chúng ta có cái sự tỉnh táo, có cái mindfulness. Thì khi mà chúng ta tỉnh táo đó mà chúng ta chấp trước là chúng ta tu hành chưa được nhuần nhuyễn. Mà khi mà chúng ta tỉnh táo sống trong giây phút hiện tại thì chúng ta mới có thể buông bỏ được, mà để có thể sống trong giây phút hiện tại để mà thấy được rõ cái giáo pháp, và nhờ đó, từ đó là chúng ta mới không có cái vấn đề mà sân si hay là tham ái. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng giải rằng nếu mà chúng ta trong lúc cái tâm mà sân si đó, mà hành động thân khẩu hành, thì tất cả cái điều đó Đức Phật giảng là như là chúng ta dương thuyền ra cửa biển khi mà bão tố phong ba. Vì vậy khi mà chúng ta sống trong giây phút hiện tại là do cái công năng tu tập samatha và vipassana của chúng ta nhuần nhuyễn,
thì chúng ta theo dõi cái hơi thở chúng ta hàng ngày, và do đó nó trở thành những cái thói quen. Và nhờ cái thói quen đó mà chúng ta mới có bình tâm mà thấy rằng chúng ta sân hay là không sân. Thường thường thì chúng ta chưa có được hoàn toàn không sân, không tham 100%. Nhưng mà khi mà chúng ta nhớ lại thì chúng ta có khả năng buông bỏ để mà không tham và không sân. Thì nỗi bao nhiêu đó thì cũng để cho chúng ta thoát khỏi những cái ma chướng của ma vương là sân và tham ái. Và kính thưa sư phụ, nhờ cái công năng tu hành của mỗi hành giả siêng năng tu hành hàng ngày sắp Vipassana, thì cái câu việc mà theo dõi hơi thở, thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vân vân, đó là những bài mà Đức Phật giảng dạy mà chúng ta đã thực hành. Mà khi mà chúng ta thực hành nhuần nhuyễn thì chúng ta có được cái mindfulness, là cái bình tâm. Và cái bình tâm này giúp cho chúng ta thấy được là mình sân hay là mình tham. Và nếu mà chúng ta mà có cái khả năng thật sự buông bỏ hằng thường hằng đó, thì là những người đó đã đi gần đến chân lý rồi. Kính thưa sư phụ, vì vậy cho nên cái câu thảo luận cho số 4 này, trong câu ai có chấp trước là có dao động, ai không chấp trước là không có dao động, đó là cái cốt lõi của cái sự mà chấp trước, tức là hay không chấp trước, đó là sự buông bỏ cái vô ngã, buông bỏ cái ngã của chúng ta. Và nhờ có cái buông bỏ đó cho nên chúng ta mới có thể thoát khỏi cái ma chướng tham sân của ma vương. Kính thưa sư phụ, tất cả những công việc này nó nằm trong cái pháp hành của người hành giả đó. Cái pháp hành là Samatha và Vipassana mà Thế Tôn đã giảng dạy nhiều cho những vị tỳ kheo lớn tuổi không có khả năng học thuộc tam tạng kinh điển để mà làm giáo thọ. Cho nên là thầy Đức Phật chỉ giảng dạy cái pháp hành cho những vị tỳ kheo khi vào cái giáo pháp mà đã quá tuổi. Thí dụ như con vậy đó, trên đời này con là cái người may mắn đi vào giáo pháp lúc đó đã 70 tuổi rồi. Thành ra cái khả năng mà học thuộc kinh thì nó không bằng ai. Tại vì vào rung học và học với lại chưa bị sư phụ trong rung thì cũng thời gian cũng không có quá được 10 năm. Vì vậy cho nên là hành hành cái pháp hành là Samatha và Vipassana là con đường mà Thế Tôn đã giảng dạy. Và vì vậy cái câu thảo luận số 4 hỏi rằng ai có chấp trước là có dao động, ai không chấp trước là không có dao động. Và vì vậy cho nên cái sự buông thả, buông xả của chúng ta, cái let go là cái buông xả đó, thì chính cái buông xả để giúp cho chúng ta không dính mắc được những cái tham và sân trong trần cảnh này. Kính thưa sư phụ, đó là những cái sự tư duy mà con thấy trong cái câu hỏi số 4 này, là không chấp trước và không có khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý duyên với trần cảnh bên ngoài là sắc thinh hương vị xúc pháp, là không nên chấp trước. Và bởi vì chấp trước là bởi vì chúng ta có cái ngã, cho nên không chấp trước là không có ngã. Đó là con nghĩ là như vậy. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói không đúng. Và con chân thành tri ân, chuẩn bị lên đóng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Xin chương sư Minh Thông. Sư Minh Thông, nhưng đây cũng xin sư Quang Nghị. Hôm trước nghe nói sư sẽ về chúng sinh vào ngày 20, tức là ngày mai chứ. Đến giờ này cũng chưa có tin tức gì hết. Sư Quang Nghị gửi tin tức cho biết. Bây giờ thì tức là sư Quang Nghị cho biết là sư về bằng cái cách nào và chuyến bay phi trường. Thượng tọa Tuệ Quyền ấy, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe không? Dạ. Thì tôi tự nguyện cũng câu này, câu hôm nay có lẽ là có nhiều khi người ta đọc chỉ thoáng qua thôi, nhưng mà chúng ta cũng suy ngẫm kỹ lại. Ở trong câu này có nghĩa là có dao động thời có khi không dao động thời có khinh an, mà có khinh an thời không có hy cầu. Ở trên phương diện tu tập thì chúng ta nên hiểu sâu về câu này. Câu này được giải thích thế nào, xin kính thỉnh thượng tọa tự nguyện.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, giờ tôi được tỏ có mặt. Dạ, cảm ơn từ bi, cảm ơn và hãy cứ mừng thương nhân cùng đệ chúng. Chúng có lễ đến Đức Phật đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Tổ chức đẳng, đẳng tăng thượng hạnh đến từ đi sư minh thăm cùng chư tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, trong câu hỏi rằng ai có chấp trước, ai có chấp trước là có dao động. Ai không chấp trước thì không có dao động, không có dao động thì có tính năng, thì không có hy cầu. Dạ, quả thật như vậy. Ở trong cuộc đời này cái gì cũng dễ trên. Nếu chúng ta có đeo mang, chúng ta có một cái dự định, chúng ta có một cái gì đó nó trong lòng dù ít hay nhiều, thì chúng ta có dao động, có xao xuyến, có một cái gì đó mà nó chúng ta gọi là nó vẫn là một cái vướng mắc ở trong lòng. Mà nếu như chúng ta không có bị nó đó, cái đời sống mà như chúng ta thường kinh văn chúng ta đọc đó, nó không động không sống, cái tâm nó bình thường, nó không có dao động. Chuyện buồn chuyện vui gì, ngay cả chuyện buồn chúng ta nói là chuyện vui, chuyện vừa lòng hay là cái ái chấp hay là cái cảnh mà chúng ta bực bội khó chịu, nói chung tất cả không có ái chấp trước, không có chấp trước với bất cứ một cái hình thái nào, với bất cứ một cái tâm mà khó chịu hay là cái tâm ái luyến hay một tình huống gì đó mà tâm của chúng ta nó không yên ổn được, thì như vậy thì chúng ta thấy giống như một cái tinh thần mà con người mà không có bị á, mà chúng ta như chúng tôi đã nói đó, thì nó không động không sầu. Từ khi không động không sầu đó thì chúng ta có cái tâm nó thoải mái, mà chúng ta gọi là cái tâm kinh an. Cái sự kinh an ở đây tức là nó có một trạng thái tích cực về sự tu tập, chứ không phải là kinh an tức là khi mình không buồn không giận thì con người mình nó khỏe. Chúng ta nói chuyện nó theo số chiều của cuộc đời, nhưng nếu nói theo cái tinh thần tu tập ấy, tức là chúng ta con người nhờ chúng ta ly dục ly tham và ly sân một chút xíu, cho nên tâm nó không có nó được tốt đẹp, độ kinh an nó mới khởi sinh. Mà khi kinh an khởi sinh đó, thì có kinh an đó, tức là khi kinh an thì nó không có cái mong muốn, nó không có cái ước vọng, nó không có đòi hỏi gì nhiều về khứ lai, tức là về trước sau hay hoặc là như thế này thế nọ, thì dầu cho bất cứ là một tình huống như thế nào thì không có gọi là không có tự sinh ở đây. Thì chính là chúng ta thí dụ như bây giờ con tầm cầu thì phải quan sát hưởng cảnh. Bây giờ chúng ta không có ước vọng, mà cái câu nói tức là không truy tìm gì quá khứ, không ước vọng về tương lai, không có muốn, không có hy cầu mong muốn mình có sẽ như thế nào, cái chuyện mai sau nó sẽ ra sao, hay là chuyện quá khứ đã như thế nào, thì tất cả chúng ta không có động tâm. Thì con người khi động tâm như vậy đó thì tâm nó bình yên, mà tâm nó bình yên á tức là tâm này, kính thưa quý vị, chúng ta có thể nói rằng nếu như mà để mà không có tử không có sanh á, không có đời này không có đời sau, không có cả hai đời thì ở đây tức là nó đến với sự chấm dứt của sự đau khổ. Ở đó chính là chúng ta thấy thí dụ như bây giờ vị ấy khi mà bắt lấy cảnh sắc thời cảm thọ xúc nó sanh thọ, mà vị ấy không có sanh cái ái luyến hay là không có sanh khó chịu, thế thời không có chấp thủ cảnh ở đây tức là cảnh sắc kinh khí kinh vị cảnh xúc cảnh pháp nói chung, hay là tâm không còn cái thiện, không còn bất thiện, hay tâm không còn cái khổ đau buồn vui gì cả, tâm ở đây tức là tâm đã đoạn tâm của vị đó, tức là tâm quý vị đó đã đoạn ái, đoạn cái sự vừa lòng khái thị khái lạc, và cũng như là cái sự khó chịu cũng như vậy. Cái đó chính là vị ấy đã cắt từ cái chỗ cắt ngay cái ái này rồi.
Bởi vì cảm thọ nó chỉ là cảm thọ, nhưng chỉ là một cảm thọ xả bình thường thôi. Không vui, không buồn, không thiện, không ác, mà một cách bình thường. Cảm thụ xuất hiện mà chưa thấy thì ở đó chúng ta biết không còn cái gì thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là nghiệp không đã cắt đứt cái và khi thọ không có mặt, thời không có chấp thủ, mà không có chấp thủ thì không có ái, không có ái thì thời không có chấp thủ, mà khi không có chấp thủ, bởi vì không có hay cầu, không có khứ lai gì mà không chấp thủ gì cả, và ngay cái đó chính là cắt được cái ái, mà ái không có, ai không có mặt thì thế là không có sanh tử, đúng như vậy. Mà không có sinh tử thì làm sao có đời này, làm sao có đời sau, làm sao có hai đời, đó chính là sự đoạn động tử khổ. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta một sự tu tập tốt rất đơn giản, đó là một chuyện giải thoát sinh tử, nó quá quá là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta chỉ tu, nhưng chúng ta không có gây oan trái, cũng không có tạo nhiều cái điều gì đó cho người ta chú ý, người ta quan tâm tới mình, hay người ta bỏ khó chịu mình, hay người ta quan tâm mến thích mình, thì đó cũng là một cái trạng thái là an vui. Người ta thương mình thì cũng khổ, mà ta ghét mình cũng khổ, cả hai đều khổ. Mà làm sao mà chúng ta sống để người ta đừng thương, đừng ghét mình? Cái trạng thái này nó rất là hay, thì nói theo cuộc đời đó thì như vậy thì nó tẻ, nó nhạt. Nhưng điều sự thật ra người ta không ghét, không bàn tới, không có quan tâm gì tới mình cả. Thì như thế nào trong cuộc đời này nếu chúng ta sống được như vậy? Cái điều đó rất là khó. Cũng như thế, còn cái tâm á, cái tâm mình nó còn khuất khoải, còn cái chuyện gì đó mà nó chưa nhỏ, chưa giải quyết sạch đó, chưa đoạn trừ được phiền não đó, thì cho nên chúng ta cắt, không thể cắt đứt sanh hữu được. Và chính là sanh hữu nghiệp cũ này, mà nếu không có ái thì thời không có sanh hữu nghiệp cũ. Ái làm nhân làm duyên để cho sanh hữu làm nhân, đưa đến cái quả nghiệp của chính chúng ta, là chúng ta bị chịu cái sự tác tạo ở ngay trong hiện tại. Còn nếu như ngay trong hiện tại đó không có, thì chính không có sanh hữu thì không có gì, không có cái sanh, thời thì không có cái già, không có cái chết, không có già chết sự bị khổ u não, không thì không có vô minh. Cái điều này nó không có che khuất chúng ta, chính vì vô minh mà nó che khuất chúng ta. Chúng ta mới tầm cầu, thì chúng ta mới ước muốn, thì chúng ta mới được làm phúc hành và bất động hành, để chúng ta phải chịu cái sự đau khổ. Mà ở đây nếu như không có tác động thì điều này đó là quá tốt đẹp. Tâm không hy cầu, tâm không dao động. Ở đây cái tâm mà không dao động thì tính của việc đó là tâm của bậc thánh, là tâm của bậc thánh không dao động vì các pháp thế gian, hay là không dao động trước cái gì, cái vui, cái buồn, cái lạc, cái khổ, vân vân, thì đó chính là cái tâm của các vị tứ quả. Tức là cái trạng thái không tham ái khởi sanh, cũng không sanh động, không có vô minh, không có si mê, không có tham sân si khởi sanh, mà vị ấy không có chấp trước. Mà khi không chấp trước với tâm của vị đó rất là tuyệt vời. Lúc mà ác ma mà chúng ta thấy ác khi ác ma chặn đường để không cho những người nam nữ cư sĩ cúng dường Đức Phật á, thì nghĩ rằng Đức Phật ngày đói, thì quả thật thì Đức Phật ngày đó các vị chư thiên chư thần cũng xuống cúng mình. Mà như thế khi mà ác ma hỏi Đức Phật, Đức Phật trả lời tâm Như Lai luôn luôn an lạc, luôn luôn khinh an như trời phạm thiên. Cái Như Lai không có hy cầu, Như Lai không có dao động, không có hy cầu, không có dao động như tâm của mà ác ma đã suy nghĩ đó, không có. Thì kính bạch thượng tọa, đây chính là trả lời thảo luận của chính con. Nếu có điều gì cần bổ túc, tôi kính cung danh từ tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú, kính thưa thượng tọa trời quý. Thưa quý vị, bài kinh nghị hôm nay đề cập tới một câu chuyện xảy ra thời Đức Phật, nhưng mà lại có liên quan rất là thực tế, cụ thể trong đời sống của chúng ta hôm nay. Và cũng từ vấn đề rất là thực tế này, chúng ta lại nghe một
điều rất là cao siêu vi diệu về hành trình giác ngộ giải thoát. Trước khi mà tiếp lời chư tăng để chia sẻ thêm một vài ý nghĩa liên quan đến bài kinh này, thì chúng tôi nhắc quý vị là đôi khi trong cái bản dịch đó có những chữ mà nó không có phù hợp lắm, mà thật ra có nhiều chữ, phải một hai chữ, nhưng mà chúng ta không có thời giờ để mà hiểu đến lại bản dịch này. Thí dụ như là tôn giả Sariputta khuyên tôn giả Chuna là đừng có tự kết liễu, và tôn giả sẽ là phát nói rằng nếu mà người không có thực phẩm thích hợp thì chúng tôi sẽ tìm thực phẩm thích hợp, không có thuốc men chúng tôi sẽ tìm thuốc men, nhưng mà nói rằng nếu ngài không có người hầu hạ đó thì chúng tôi sẽ hầu hạ. Cái câu đó dịch rất là sai, là bởi vì cái chữ hầu hạ đó, tôn giả Xá Lợi Phất là một vị trưởng lão, không thể hầu hạ một vị tỳ kheo nhỏ hơn mình như là ngài Puna được. Thật ra ở đây cái chữ Upatthana đó chúng ta không dịch là hầu hạ, mà chúng ta phải dịch là chăm sóc. Nếu không có người chăm sóc chúng tôi sẽ chăm sóc. Một vị trưởng lão thì chăm sóc một người bệnh nhỏ, nhưng mà ngài không thể hầu hạ được. Và rải rác đó đi, trong bài kinh này có nhiều chữ mà cần phải sửa lại, nhưng mà bây giờ thì thật ra không có thời gian, nên chúng tôi chỉ xin đi sang cái phần một cái ý khác. Như tất cả chúng ta đều thấy được một điều đó là thông thường cái kiến thức học Phật pháp của chúng ta phần lớn thuộc về lý trí và trí tuệ, như là mình học thì mình hiểu theo lý trí tuệ như vậy. Nhưng mà tới khi mình bệnh á, hay là tới khi mình gặp những khổ nạn trong đời sống á, đó là cái gì mà mình phải đối diện thực tế. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình học ở trong kinh đó rằng khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng, thì mình nói rằng khi mình đối diện với khen chê vui khổ đặng thất vinh nhục đó, mà ở cái tâm mình nó không có bị dao động đó, thì là một cái dấu hiệu, là một cái niềm lành rất là cát tường. Chúng ta hiểu như vậy và chúng ta tán thán như vậy, nhưng mà đó là trên những lý thuyết. Khi mà chúng ta chạm phải thực tế đó, thì nó là một thử thách rất lớn. Nhưng mà rồi ngay cả cái thực tế đó thì nó cũng có cái thực tế ở bên ngoài và thực tế ở chính mình. Chúng tôi lấy ví dụ hồi nãy chúng tôi khỏi từng tòa tòa siêu, là bây giờ mình có một cái vật rất là quý, ví dụ như mình có chiếc xe tốt, chiếc xe mới mua mình rất là quý, nhưng mà lỡ nó đụng hai cỏ quẹt thì mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà cái khó chịu đó nếu mà chúng ta bình tĩnh chút xíu hay có ai khuyên mình thì mình có thể hóa giải được rất là dễ, tại vì đó là một vật ngoại thân. Bây giờ đó chúng ta lại phải đối diện với một cái mà chúng ta gọi là nội trực tiếp. Trong cuộc sống là một vị tu sĩ đó, thưa quý vị, rất là nhiều người, không phải là những Phật tử mà ngay cả thầy tổ như ngài Hộ Giá hay là số các vị tu sĩ khi mà hấp hối lâm chung trải qua cái chết đó, ngay cả trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta tiếp xúc với thân bệnh đó, nó là một kinh nghiệm lớn, một kinh nghiệm rất là thực tế. Lấy ví dụ như là mình đau, rất đau, đau rất đau chứ không phải dễ. Vị nào mà đã có từng tiếp xúc với những người bị ung thư thì chúng ta hiểu rằng ung thư không phải là tự nhiên rồi ung thư nó xảy ra rồi mình không sống nổi nữa thì chắc không phải vậy, mà có những cái đau đó rất là vất vả, rất là khổ sở, khổ lắm, khổ sở lắm. Những cái chữ như là tứ đại bất hòa hay là thân thể bất an này đó, nó quá nhẹ để diễn tả chuyện đó. Khi mà nó đau dữ. Chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ đó, chúng tôi ở miền quê đó không có nha sĩ, không có đi nha sĩ đâu. Có khi mình bị sưng răng, quý vị biết cái răng của mình đó, mà cái nướng nó sưng lên, mà ở trong cái chân răng, ở trong cái răng nó lại có cái mạch máu nữa, thì người ta đâu có làm gì được. Nó nhức, nó sưng lên mà đụng tới gọi là đau thấu mấy ông trời. Đau thấu mấy ông trời. Đó là chúng ta nói cái răng mà chưa có rút canal, còn mạch máu không thì đau lắm. Thì mỗi chúng ta trong cuộc đời này đều phải đối diện với những cơn đau nhức nhối, khốc liệt, bởi vì
Thỉnh thoảng chúng ta nghe câu chuyện ở đây ngày Chana, nghe câu chuyện của ngày Asachi, nghe câu chuyện ông cấp cô độc. Khi mình diễn tả cái đau, ngài Sát Lợi Phật hỏi rằng có thể kham dẫn được không, thì nó không đau giống như là một cái người mà đẩy tới hố thanh hường, hay là bị một người lực sĩ hay là xé toạc ra là đôi, tức là đau đau khủng khiếp. Thời bây giờ chúng ta có một cái thứ gọi là painkiller. Painkiller là cái thuốc giảm đau, thì cũng hay là chúng tôi có gặp nhiều người mà khi mà bệnh nặng, bị ung thư sắp chết thì họ được đưa về hospice, họ chích morphine vô thì cũng giảm đau. Thời xưa hoàn toàn không có. Dạ, thì không phải là một người bình thường, ngay cả đệ tử Phật, ngay cả ông cấp cô độc là một đệ tử thánh tu đạo Phật, khi mà đối diện với cái khổ đó, đối khổ thân đó, thì nó không phải đơn giản là vấn đề lý thuyết như chúng ta nói bây giờ ở trong đây. Khi mà chúng tôi đang nói chuyện với quý vị đây, chúng ta là những người bình thường, và đặc biệt chúng ta sống trong một cái thời đại mà cái thời đại đó có thuốc painkiller. Ít nhất mình đau quá là chích cho giảm đau, uống Tylenol, uống Advil, hay là chích morphine vô thì giảm đau. Thì chúng ta phải nghĩ đến cái như vậy. Thì liệu rằng trong cái trạng huống đó, chúng ta có đủ cái khả năng để mình giữ cái tâm bình thản hay không? Và đây là rất là khó. Ngài Asachi đó, khi gặp Đức Thế Tôn, lúc đó ngài Asachi, quý vị nhớ trong năm vị Kiều Trần Như, ngài Asachi đó, là cái vị đó, là vị A-la-hán, một trong năm vị A-la-hán đầu tiên là vị khai tâm cho ngài Xá Lợi Phật. Nhưng mà khi mà ngài bệnh mà sắp viên tịch đó, thì thứ vị ngài có nói với Đức Thế Tôn là ngài tiếc rằng ngài không có tu tập thiền chỉ. Đây là tu tập đến các thiền chứng sơ thiền dị thiền tâm thiền tứ thiền. Ngài nói theo cái ngôn ngữ Phật học không phải là vị gọi là câu phần giải thoát, tức là về thiền chỉ và thiền quán, để ngài chỉ là vị giải thoát về tuệ thôi, giải trí tuệ, chứ ngài không có tu tập những cái thiền chứng. Thế nên những cái vị mà tu tập về thiền chứng đó, thì như Đức Phật hay ngài Xá Lợi Phất vân vân, thì các vị này có đặc biệt là như bản thân của Đức Phật, ngài có thể dùng cái định lực để ở trong tiếng Việt gọi là thọ hành, tức là làm sao mà dùng cái năng lực của thiền định để có thể trấn áp cơn đau. Và do vậy khi mà Đức Thế Tôn ngày phiên tịch đó, là buổi sáng hôm đó ngài thọ thực ở tại nhà ông thợ rèn Chun Đá, và sau đó thì Đức Thế Tôn ngài vẫn đi bộ từ đó đi về tới vườn Sala của vua Thứ Mala, và ngài nằm trên phiến đá. Chưa bao giờ có một ai dìu Đức Phật, một ai khiêng Đức Phật. Và tất cả những điều đó là một phần là do cái thể chất của vị chánh đẳng chánh giác, một phần nữa là những cái vị như là ngài Xá Lợi Phất vân vân, thì các ngài có một điểm là các ngài có thể dùng năng lực của định đó để làm để gọi là áp đảo cái đau của thân. Nhưng mà những vị mà chỉ có thể giải thoát thì đôi khi đau. Nhưng mà có cái khác biệt của vị A La Hán đó, cái vị chưa chứng A La Hán không có quyết định được thọ mạng, nhưng mà những vị đã chứng A La Hán rồi thì có thể quyết định được cái sự viên tịch của mình. Dạ, mình cảm thấy rằng thọ mạng mình nó như vậy thì mình quyết định được viên tịch. Thay cho vị A La Hán có thể là quyết định là 3 tháng nữa, hay tuần nữa, hay là một ngày nữa, hay là tối nay sẽ viên tịch, thì vị A La Hán quyết định được, tại vì đó là niết bàn. Cái chết thì không quyết định được. Dạ, chúng sanh ở đời mà chưa chứng niết bàn, nhưng mà một vị nhập vô như niết bàn thì vị có thể quyết định được thời khắc. Thì bây giờ chúng ta nói một việc như vậy là ở trong cuộc sống chúng ta đó, là khi mà mình đối diện với cơn đau. Dạ, bây giờ ở bên Mỹ đó, họ có những cái bệnh viện, và có những cái bệnh viện mà người ta gọi là pain therapy, tức là những cái phương pháp trị liệu về đau nhức. Đau nhức là đau thấp khớp, đau nhức là nhiều nhiều thứ đau khác nhau, và người ta có những cái therapy để giúp người ta vượt qua trị bệnh và trị liệu. Đây là một cái ngành về y khoa bây giờ cũng lớn á ở tại Mỹ bây giờ. Thì thứ gì thời xưa thì không có thuốc, không có painkiller, nên người ta thật ra thì người ta có thể dùng cái định lực để áp đảo. Định lực áp đảo là có cái này chúng tôi có vài lần. Đây là chúng tôi thấy là có một vị mà họ rất là ghiền chơi game. Dạ, yeah, vị có rất là ghiền chơi game. Quý vị qua khỉ chờ chúng tôi một chút nha. Dạ, yeah, hello. 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 Dạ.
Dạ, thì thưa quý vị, có một vị mà chúng tôi được biết là vị này rất là nghiền chơi game, và lúc vị này vào trong bệnh viện đau nhức quá, thì vị này mới nói với người vợ là mang cho cái iPad vào và vị này chơi game. Thì vị này nói với chúng tôi rằng lúc chơi game nó đỡ, tại vì vị này rất nghiền chơi game đỡ đau, mà không có chơi game thì đau lắm. Thì chúng tôi thấy rất là tội nghiệp, bởi vì cái game mà vị này chơi nó không có lành mạnh lắm. Cái game mà ở trong computer mà nó thường bị nó gọi là role player, chiến đấu là một chiến binh rồi đi bắn đầu này giết đầu kia về đó. Nhưng mà ở trong lúc mà vị này tập trung vào chừng đó thì nó đỡ đau thôi. Thì thật ra chúng tôi có khuyên, hay là cũng có một vài vị hòa thượng mà chúng tôi biết là các vị tu bên tịnh độ, và khi mà các vị nằm ở bệnh đau quá, bị ung thư gan cũng đau lắm, và lúc mà bị người đau quá la lên kêu lên, và những thầy khác nói thôi thầy niệm Phật đi, thì vị này cũng bắt chước niệm, nói A Di Đà Phật, mà niệm một cách rất là thống nhất. Thì nhiều khi chúng tôi thấy có một điểm như vậy, là có một số trường hợp tâm định đó, nó giống như là nó hướng sự chú ý ta qua một chuyện khác, thì nó làm cho giảm đau đi, cái đó nó cũng đỡ phần nào, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta có thể giải quyết được đó. Dạ, có thể giải quyết được đó đâu, tại vì đây là một cái trường hợp rất là tế nhị, chứ không phải đơn giản. Thì một điều mà chúng tôi khi mà đi hành thiền á, thì thường để ý á, là vị thiền sư hay nói đến hai cái trạng thái gọi là để hóa giải cái đau, là định và niệm. Định và niệm ở đây đó, thì chúng tôi lấy một ví dụ là có những trường hợp một người không có quen mà ngồi thiền đó, khi mà mình ngồi khoảng chừng 30 đến 40 phút đó, thì chưa thấy gì. Nhưng mà sau 40 phút rồi thì bắt đầu nó tê, rồi nó sanh ra nó đau, rồi nó nhức. Lúc nó nhức khủng khiếp lắm, nó đau khủng khiếp. Và một số người đó mà bị như vậy đó, thường hay làm một thứ đó là đổi tư thế. Dạ, đổi tư thế, hoặc giả là kéo cái chân ra, hoặc giả là đứng dậy, tại vì đau quá. Thì nó là một cái kinh nghiệm rất là lớn cho bất cứ ai hành thiền. Các vị hành tứ niệm xứ thì thường khuyên là nên niệm đau à, để ghi nhận cái đau. Nhưng mà một câu hỏi đặt ra là niệm như vậy có đỡ đau không? Thì có trường hợp có trường hợp không. Dạ, có trường hợp có, trường hợp không. Chúng tôi được biết là đa số các vị thiền sư đó thì thường nói rằng trong lúc mà cái đau đó nó là một cảm thọ rất là rõ, thì nên ghi nhận cái đau đó. Và nếu một vị nào mà dùng cái cảm thọ đau nhất rõ nét để trở thành một cái đề mục hay là một cái cảnh tượng để mà mình ghi nhận đó, thì nếu mà vị đó có khả năng như vậy, chịu đựng như vậy, nhẫn nại như vậy đó, thì cái niệm nó sẽ mạnh thêm. Dạ, niệm sẽ mạnh thêm. Cũng có những vị sau khi ghi nhận cái đau đó trở về với hơi thở. Nếu vị này là thường tu tập trong hơi thở đó, thì cái định của hơi thở nó sẽ hóa giải cái đau đó. Nhưng mà như vậy, đây là một cái bài học rất là lớn, một bài học không có đơn giản. Và bài học rất đơn giản, khi mà chúng ta có hành thiền và chúng ta mới trải qua rồi đó, thì lúc đó mình phải hiểu rằng không có ai ngoài bản thân của mình có thể giúp mình ở trong lúc đó. Và ở trong lúc đó chúng ta có kinh nghiệm để đối phó nó hay không, để đối diện nó hay không. Cũng giống như bây giờ chúng tôi làm trụ trì, thì bây giờ những gì mà được học ở các vị đi trước thế này kia thì như vậy, nhưng mà khi mình làm trụ trì mình cũng gặp những cái tình trạng mà rất là khó khăn dễ sợ lắm. Thì ở trong những khó khăn đó, thầy tổ không giúp mình, phật tử không giúp mình, mà tự mình phải giúp mình thôi. Và nên nhớ rằng mỗi chúng ta đi qua cái nhịp cầu sanh tử đều phải đối diện với những cái trạng huống như vậy. Và những trạng huống này nhiều lúc nó rất là nhức nhối, nó rất là khốc liệt, nó không đơn giản.
Và đừng bao giờ nghĩ rằng chuyện nó xảy ra đến người khác mà không xảy ra chính mình. Và câu hỏi tại đây là chúng ta có chuẩn bị đủ niệm và định hay không? Ở đây quý Phật tử để ý đó, thấy rằng cả ba điều được nói đến. Một là niệm, hai là định, ba là trí tuệ để đối phó với cơn đau. Dạ. Chúng ta đừng xem cái thọ khổ của thân là tầm thường nhé. Tại vì sở dĩ chúng tôi nói điều này là tại đa số các vị đều nghĩ rằng cái chuyện mà vô minh ái dục, chuyện thân kiến hoài nghi bất thủ đó là lớn chuyện mới khó đương đầu chứ. Cái thọ khổ của thân là từ bình thường, nhưng mà không, thọ khổ của thân là cái gì mà mình phải sống nó, cái cảm thọ là cái gì mình phải đối diện, mình phải đi qua, nó không đơn giản, nó không dễ dàng để đối phó đâu. Dạ. Thành ra chúng ta phải nói trên phương diện định, trên phương diện niệm. Niệm tức là mình đem cái tâm nó đau thế nào mình ghi nhận thế đó, mình có mặt hiện diện với, hiện hữu với cái bệnh đó, không có không có từ chối, không có thối thoát, mà chúng ta nhìn thẳng đau. Một cái là định, đó là chúng ta dùng cái sự tập trung vào một điểm khác, dài vào hơi thở hay là vào cái điểm khác để chúng ta hóa giải. Và ở đây ngày sáng Phật ngài nói luôn cái trí tuệ luôn. Trí tuệ tại đây là giờ mình không thấy con mắt, không thấy cảnh sắc, không thấy cái thân, không thấy cảnh xúc của nó là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì cái đó nó tháo gỡ cái chấp. Thật ra thì quý vị, bài kinh này là trọng, rất là quan trọng, nhưng mà tiếc là chúng ta không có thì giờ. Thật ra thứ tư tuần tới đó, chúng tôi sẽ không có thêm một bài trung bộ kinh, mà chúng ta trở lại với cái đoạn ngày hôm nay. Thật ra cái đoạn ngày hôm nay nãy giờ mình chưa tăng thảo luận là một đoạn rất là ngắn, nhưng mà chính là nó rất là quan trọng lắm. Dạ, quan trọng lắm khi mà chúng ta nói rằng là không có chấp thủ thì không có dao động, không thì có được khinh an, có được khinh an thì không có tầm cầu, mà không có tầm cầu thì không có khứ lai, không khứ lai không sanh tử. Thì chuyện này ở trong đó nó có rất nhiều, và có rất nhiều điểm mà tất cả chúng ta phải cố gắng để nhìn lại. Chúng ta nhớ rằng ở đây không phải là vấn đề thân về tâm, không phải là vấn đề cái đau bình thường, nó là một thực tế. Một thực tế mà mỗi chúng ta đều phải đối diện. Và chúng ta phải đặt câu hỏi là mình có trang bị đủ cái bản lĩnh, trang bị đủ sự hiểu biết, trang bị đủ cái sự quán niệm để chúng ta có thể vượt qua hay không. Thì chúng ta sẽ bàn thêm về nội dung của bài kinh này trong ngày thứ tư tuần đấy. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc gia Đông Ba Kim Chi Tông Đức đã vào trung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này chúng ta sẽ lúc có giáo trình lập dạy thông pháp về những trình tâm thức luận của mục. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị. Nam mô Phật Thầy.